Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tiêu đề ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng test một bộ karaoke chuyên nghiệp bao gồm loa Bow 502 và loa Bow 802 dòng Professional Panorama. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một đoạn âm nhạc. Sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Micro Tiến Dũng đang sử dụng là Wootin Model 900E với mức giá chỉ trên 6 triệu, hàng chính hãng, được tích hợp bóng đèn công nghệ mới nhất. Lượng một hay lượng bộ karaoke này phù hợp cho các không gian lớn từ 50 đến trên 100 mét vuông, quý vị và các bạn lưu ý. Tôi quên biết anh giữa một đêm thật tình cờ sân ga vắng vỡ người và ngoài kia vẫn rồi ta đã quên nhau và chọn nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ ngàn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này giờ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu đã từng và sợ thương tình hai đôi. Và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số 102 số điện thoại trên màn hình. Bộ karaoke bao gồm một cặp loa Bow 802 series 3 màng màu tím như quý vị và các bạn vừa nghe, kết hợp với một chiếc loa Superwoofer của thương hiệu Bow, đó chính là model 502B huyền thoại. Video này thì Dũng đã phối ghép với một chiếc Man Power, anh em thường gọi là cục đẩy công suất, đó là Crown CTS 8002. Đây là một chiếc Man Power 8 kênh và khi chúng ta đánh chế độ nhân đôi thì nó còn lại 4 kênh, công suất 400W mỗi kênh. Video này thì Dũng cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn các dòng loa 502 loa full chuyên nghiệp của thương hiệu Bow. Đây là những dòng loa Panarai, loa chuyên nghiệp của thương hiệu Bow. Chúng ta sử dụng để nghe nhạc sôi động và hát karaoke, tiếng của các dòng này rất tốt. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm các sản phẩm audio tuyển chọn. Lưu ý với quý vị và các bạn, trang web chính thức của Tiến Dũng sẽ có tích xanh. Những trang web không có tích xanh là không phải của Tiến Dũng Sài Gòn. Đầu tiên Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là mẫu loa Bow 802 Series 3. Mẫu loa này chúng ta vừa nghe âm thanh. 802 Series 3 là dòng loa Panarai chuyên nghiệp của thương hiệu Bow sản xuất tại Mỹ. Mẫu loa này sẽ bao gồm là 8 cái loa full trong một thùng. Loa full màng bằng giấy và gân bằng vải. Và thùng loa được hãng xử lý bên ngoài, thiết kế bên ngoài bằng nhựa và e-căng bằng kim loại, bằng sắt. Đây là e-căng, khi chúng ta đẩy vào thì tổng thể của loa nhìn nó rất ngầu, dòng chuyên nghiệp. Thùng loa bằng nhựa. Và đây là giao diện phía mặt sau. Panarai 802 Series 3. Con loa này có trở kháng 8 ô và loa được sản xuất tại Mexico. Công suất là 240W trên một thùng. Ở đây các nắp đậy cao su còn nguyên. Hàng Mỹ sản xuất tại Mexico. Đây là một mẫu loa chuyên dùng, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc sôi động, tức là nghe nhạc cường độ lớn, tiết tấu nhanh và hát karaoke, tiếng của nó rất tốt. Mẫu loa 802 Series 3 mức giá 21 triệu và combo với bộ này đó là Superbow 502. Với cái dòng loa Superbow 502 chính là loa sục hơi và đây cũng là một dòng huyền thoại.
rất đáng chơi của thương hiệu Bow. Loa súp này có một bát úp đất loại 30cm, đặc biệt cái củ từ củ nam châm của nó rất lớn. Ước tính củ nam châm của nó khoảng 25cm. Hai bên là hai quai sách. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili và phía trên này là các gông bằng sắt và kim loại rất chắc chắn. Đây là giao diện phía mặt sau. Bow 502BP. Mẫu loa này có công suất là 450W. Loa sử dụng cầu chì là 7A, công suất của nó rất mạnh. Lưu ý với quý vị và các bạn, với kích thước chỉ 30cm nhưng loa súp này nó mạnh hơn hẳn so với các dòng loa súp khác 40, 50. Chiếc loa súp Bow 502BP với tình trạng zin nguyên bản hàng bãi, mức giá là 17 triệu. Và chiếc này thì Tiến Dũng chưa kịp lau dọn nên nó sẽ còn hơi bụi đường. Sau video này thì tôi sẽ lau dọn sạch sẽ để phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng tươm tất hơn rất nhiều. Hàng Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Đây là loa súp hàng của Mỹ và sản xuất chính hãng tại Canada. Đây là dòng loa súp hơi, quý vị và các bạn lưu ý. Và combo với hai sản phẩm mà Tiến Dũng vừa giới thiệu đó chính là chiếc controller của 802. Tiến Dũng đang sử dụng với controller 802 Series 2. Chiếc này với mức giá thông thường là 7 triệu nhưng do nó về nó hơi chày một chút thì Tiến Dũng phục vụ với mức giá chỉ 6 triệu. Phía trên này là hai controller nữa, dòng Panerai. Với controller của Bow dòng Panerai thì quý vị và các bạn có thể tùy chỉnh sang các model như là 802, 502, 402, vân vân. Controller của Bow Panerai, hai chiếc màu đen này có mức giá là 8 triệu trên một chiếc. Đây là những chiếc controller, có nghĩa là những chiếc cắt tần số, anh em hiểu nôm na là cắt tần số cho loa full và cho loa súp. Tất cả đều là hàng Mỹ và sản xuất tại Mỹ. Phía trên này là những sản phẩm rất quen thuộc của Tiến Dũng, đó là Wootin 5FX. Đây là một chiếc vang rất đáng chơi của thương hiệu Wootin, thương hiệu của Đức và sản xuất chính hãng tại Trung Quốc. Hàng mới nguyên hộp, bảo hành 12 tháng, mức giá 3,6 triệu. Và phía dưới này là chiếc Micro Wootin model GMS900E. Đây là một sản phẩm thế hệ mới nhất được tích hợp bóng đèn Tuber Wireless ở đây. Bóng đèn này sẽ làm cho âm thanh của quý vị và các bạn khi hát karaoke nó lung linh hơn rất nhiều so với những micro thông thường. Với micro này, với mức giá hãng hiện nay khoảng trên 8 triệu và Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn trong thời gian hiện tại chỉ 6,2 triệu. Trong tương lai thì có thể mức giá nó sẽ cao hơn. Quý vị và các bạn có thể nhanh tay để sở hữu micro này với chất lượng đảm bảo, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng với mức giá rất ưu đãi tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại quà tặng, tặng theo dây ba lăng cho một trong hai sản phẩm này. Phía trên này là một cặp loa Bow nữa dòng Panerai chuyên nghiệp, đó chính là 802 Series 2. 802 Series 2 là một mẫu loa Panerai chuyên nghiệp tương tự như 802 Series 3. Dòng loa này sử dụng 8 các loa full toàn giải trên một thùng. Và thùng loa được trang trí bên ngoài bằng nhựa. Phía mặt trước là e căng bằng vải và logo Bow lớn, nhìn rất ngầu ở đây. 802 Series 2 có kích thước tương tự như 802 Series 3. Thông số tương tự, công suất là 240W trở kháng 8 ohm. Những loa này thì Dũng đều bao zin, bao đúng hàng xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Với một bộ combo của dòng Panerai chuyên nghiệp thương hiệu Bow sẽ bao gồm 3 thiết bị. Một là loa full, một trong những cặp loa 502, 802 này. Hai là loa súp và ba là controller, tức là hộp cắt tần số. Ba thiết bị này cộng lại với đủ một combo. Và quý vị và các bạn khi mua lẻ từng thiết bị một thì Dũng vẫn phục vụ bình thường. Phía bên đây là một cặp loa full dòng Panerai cao cấp nữa của thương hiệu Bow, đó chính là Bow 402 Panerai. Có loa này sử dụng 4 cái loa full toàn giải cao cấp trong một thùng. 4 cái loa này tương tự như dòng 802 Series 3. Phần thùng loa được hãng thiết kế bên ngoài bằng nhựa. Cặp này thì rất mới. Thùng loa bằng nhựa và có sần ở đây, giống như là một miếng da ở đây.
jack kết nối ở phía dưới này. Bow 402 Series 2. Mẫu loa này có công suất là 120W trên một thùng trở kháng 8 ohm dòng Panaray, hàng Mỹ sản xuất tại Mexico. Tôi đang để nó ngược ở đây để cho nó đứng được. Đây là thùng loa bên đây. Cặp loa Bow 402 Series 2 với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, mức giá 16. Quý vị và các bạn có thể sử dụng mẫu loa này vào hai vị trí. Một là hỗ trợ tiếng lời, anh em thường gọi là loa siêu lời. Hai là kết hợp với combo bao gồm controller sub 502, sẽ thành một bộ tương tự như 802 với 502. Phía dưới này là một cặp loa tương tự nữa của thương hiệu Bow dòng Panaray, đó chính là 502. 502A thì sẽ bao gồm là một cặp loa full, ở đây là một cặp màu đen và ở đây là một cặp màu trắng. Mức giá của cặp màu trắng là 14 triệu và cặp màu đen là 16 triệu. Hai cặp loa này có thông số hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về màu sắc. Đây là các dòng loa full như nãy giờ Tiến Dũng có chia sẻ với quý vị và các bạn. Chúng ta có thể sử dụng vào hai vị trí. Một là sử dụng làm loa lời và hai là sử dụng chung combo với combo của thương hiệu Bow. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn phụ ghép, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Quý vị và các bạn có thể xem thêm tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Xin chào, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.